Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn hóa học lớp 9 qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn hóa học lớp 9. Bài 2, tiết 2. Lưu huỳnh dioxit. Công thức hóa học là SO2. Trước hết là các em học theo sách giáo khoa, phần lý thuyết. Một, La Mã, lưu huỳnh dioxit có những tính chất gì? Lưu huỳnh dioxit là chất khí không màu, mùi hắc, độc, gây ho, viêm đường hô hấp, nặng hơn không khí. Các em biết là phân tử khối trung bình của không khí là bằng 29, mà ở đây lưu huỳnh dioxit phân tử khối của nó là 64. Như vậy là nặng hơn không khí. Lưu huỳnh dioxit có tính chất hóa học của oxit acid. Ở đây lưu huỳnh là phi kim. Oxit của phi kim nó chính là oxit acid. Một là tác dụng với nước. Oxit acid tác dụng với nước thì sản phẩm là axit, và cụ thể ở đây là axit sunfuro. Phương trình hóa học lưu huỳnh dioxit cộng với nước tạo thành axit sunfuro H2SO3. Hai là tác dụng với dung dịch. Ở đây oxit axit mà tác dụng với dung dịch bazơ thì sẽ tạo thành sản phẩm là muối và nước. Phương trình hóa học SO2 tác dụng với bazơ, ví dụ như là tác dụng với dung dịch bazơ canxi hydroxit thì sẽ tạo thành muối CaSO3. Ở đây gốc SO3 là gốc hóa trị 2 nha, hóa trị trừ 2. Rồi cộng với nước. Ba là tác dụng với một số oxit bazơ. Oxit acid mà tác dụng với oxit bazơ thì sản phẩm là muối. Phương trình hóa học. Ví dụ ở đây là lưu huỳnh dioxit tác dụng với oxit bazơ, ví dụ như là Na2O thì tạo ra sản phẩm là muối Na2SO3. Như vậy chúng ta kết luận lưu huỳnh dioxit là oxit acid. Tiếp theo em sang phần 2, La Mã. Lưu huỳnh dioxit có những ứng dụng gì? Ở đây em biết là ứng dụng của lưu huỳnh dioxit, ứng dụng lớn nhất là dùng để sản xuất ra acid sulfuric H2SO4. Ngoài ra lưu huỳnh dioxit còn có những tác dụng như là tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy và làm chất để diệt nấm mốc. Phần 3, La Mã, điều chế lưu huỳnh dioxit như thế nào? Ở đây chúng ta điều chế lưu huỳnh dioxit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Trong phòng thí nghiệm thì chúng ta cho muối sunfit khi tác dụng với axit mạnh như là dung dịch axit chlorhydric, axit sulfuric. Ví dụ phương trình hóa học, chúng ta có muối Na2SO3 tác dụng với dung dịch axit sulfuric thì tạo thành muối mới, axit mới. Muối mới đây là muối Na2SO4 và axit mới là axit H2SO3. Nhưng do H2SO3 là axit yếu cho nên nó có thể biến đổi ngược trở lại thành SO2 cộng với nước. Thì lúc này phương trình phản ứng có khí SO2 thoát ra. Thì đây là chính là cách mà chúng ta điều chế lưu huỳnh dioxit trong phòng thí nghiệm. Hai là điều chế lưu huỳnh dioxit trong công nghiệp.
thì chúng ta đốt lưu huỳnh hoặc là quặng pyrit FeS2 trong không khí. Rồi phương trình phản ứng hóa học, chúng ta đốt lưu huỳnh trong không khí tạo thành khí lưu huỳnh dioxit, hoặc là chúng ta nung quặng sắt pyrit FeS2 tạo thành Fe2O3 cộng với SO2. Rồi bây giờ các em sang phần bài tập. Trước hết là các em làm bài tập số 1, viết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau. Các em dựa vào những chuyển đổi, bây giờ các em viết các phương trình hóa học. Trước hết là phương trình 1, lưu huỳnh chuyển đổi thành lưu huỳnh dioxit thì các em sẽ đốt lưu huỳnh. Lưu huỳnh cộng với oxy, nhiệt độ cao tạo thành lưu huỳnh dioxit. 2 là lưu huỳnh dioxit chuyển đổi thành CaSO3. Từ khí lưu huỳnh dioxit phản ứng với chất nào tạo ra muối CaSO3? Để tạo ra muối thì chúng ta cho lưu huỳnh dioxit tác dụng với một oxit bazơ. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. Cụ thể ở đây, để tạo thành muối CaSO3 thì các em sẽ cho tác dụng với CaO tạo thành CaSO3. Rồi tiếp theo là 3. Từ lưu huỳnh dioxit các em điều chế ra axit H2SO3 bằng cách là cho lưu huỳnh dioxit tác dụng với nước. Oxit axit tác dụng với nước thì tạo thành axit H2SO3. Rồi 4, từ H2SO3 các em điều chế ra muối Na2SO3 bằng cách nào? Các em sẽ cho axit này phản ứng với oxit bazơ. Để tạo ra muối Na2SO3 thì các em phải cho tác dụng với oxit bazơ là Na2O thì chúng ta mới có muối Na2SO3 được, đúng không? Axit tác dụng với oxit bazơ thì tạo thành muối và nước. Rồi 5 là từ Na2SO3 mà điều chế ra lưu huỳnh dioxit thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta cho muối tác dụng với axit thì tạo thành muối mới, axit mới Na2SO3 cộng với axit sulfuric tạo thành muối mới là muối Na2SO4 cộng với axit mới là H2SO3. Nhưng ở đây thầy giáo nhắc lại là H2SO3 là axit yếu thì nó có thể chuyển hóa ngược trở lại thành nước và SO2. Rồi 6 là từ SO2 các em điều chế ra Na2SO3 bằng cách nào? SO2 các em điều chế ra Na2SO3. Để tạo ra muối thì chúng ta sẽ cho oxit axit tác dụng với oxit bazơ tan thì sẽ tạo ra muối. Cụ thể để tạo ra muối Na2SO3 thì các em phải cho tác dụng với oxit là Na2O thì mới tạo ra Na2SO3 được. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2, nhận biết các chất A, CaO và P2O5. Ở đây chúng ta có một oxit bazơ và một oxit axit. Cách nhận biết hai chất này là chúng ta sẽ cho hai chất này tác dụng với nước thì sẽ tạo ra một chất tạo ra bazơ và một chất tạo ra axit. Lúc đó chúng ta có thể dùng quỳ tím để chúng ta thử. Rồi cho nước vào hai ống nghiệm có chứa CaO và P2O5. Sau đó cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Quỳ tím chuyển xanh thì chất ban đầu là CaO. Bởi vì sao? CaO tác dụng với nước thì nó sẽ tạo thành bazơ CaOH 2 lần. Vì vậy khi nhúng quỳ tím vào bazơ thì nó sẽ chuyển thành màu xanh.
chuyển thành màu xanh thì chất ban đầu là CaO, còn lại nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Chuyển thành màu đỏ là do P2O5 tác dụng với nước tạo thành axit, đúng không? Rồi phương trình hóa học CaO cộng với nước tạo thành bazơ, P2O5 cộng với nước tạo thành axit H3PO4. B, cách để chúng ta nhận biết lưu huỳnh dioxit và oxy như thế nào? Các em dẫn lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong. Nếu có kết tủa xuất hiện thì khí dẫn vào là SO2. Bởi vì sao? Nước vôi trong chính là bazơ. Lưu huỳnh dioxit tác dụng với bazơ thì tạo thành muối. Muối và nước, đúng không? Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Ở đây muối CaSO3 là muối này kết tủa này. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Có những khí ẩm, tức là khí có lẫn hơi nước, như là carbon dioxide, hydro, oxy, lưu huỳnh dioxide, khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit, giải thích. Ở đây các em biết là canxi oxit mà tác dụng với nước thì tạo thành gì? Tạo thành bazơ, đúng không? Chính vì vậy mà canxi oxit nó có khả năng hút ẩm, tức là hút hơi nước. Bây giờ chúng ta có thể làm khô các khí này bằng canxi oxit. Thì các em nhớ là chỉ những khí nào mà không tác dụng với canxi oxit thì chúng ta mới làm khô được. Còn những khí nào mà có thể tác dụng với canxi oxit thì không làm khô được nha. Ở đây chúng ta chỉ có thể dùng để làm khô khí H2 và O2 thôi. Bởi vì hai khí này nó không tác dụng với canxi oxit. CaO chỉ làm khô những chất không có phản ứng hóa học với CaO như là H2 và O2. Đó là các chất H2 và O2. Còn CO2 và SO2 thì đều tác dụng được với CaO. CO2 và SO2 thì đều là oxit acid, đúng không? Oxit acid mà tác dụng với CaO, tức là tác dụng với oxit bazơ. Oxit bazơ này tan, đúng không? Thì nó sẽ tạo thành muối. Vì vậy là chúng ta chỉ có thể làm khô H2 và O2 thôi. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Có những chất khí sau, hãy cho biết chất nào có tính chất sau A nặng hơn không khí. Ở đây các em biết phân tử khối trung bình của không khí là bằng 29. Rồi các em có tính phân tử khối của từng chất một ra. Chất nào mà lớn hơn, có phân tử khối lớn hơn 29 thì đó là chất khí nặng hơn không khí. Còn bé hơn 29 là nhẹ hơn không khí. Nặng hơn không khí thì ở đây có CO2 phân tử khối là 44, O2 phân tử khối là 32, SO2 phân tử khối là 64, đúng không? Không khí nó chỉ có 29 thôi. Phân tử khối trung bình của không khí nó bằng 29 thôi. Như vậy có 3 chất này nặng hơn không khí. Còn lại là H2 và N2. H2 thì phân tử khối là 2 thôi. Còn N2 thì phân tử khối là 28, nhẹ hơn không khí. Rồi nhẹ hơn không khí là H2N2. Cháy được trong không khí là H2. H2 cộng với O2 thì tạo thành nước, đúng không? Cháy tạo thành nước. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit thì chỉ có ở đây là oxit acid, đúng không? Oxit acid ở đây có CO2 và SO2. E làm đục nước vôi trong thì là CO2, SO2. Tác dụng với nước vôi trong thì đều tạo ra muối. Muối đó chính là kết tủa, được chưa? D, đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ. Giấy quỳ tím ẩm tức là giấy quỳ tím có chứa nước. CO2, SO2 mà tác dụng với nước thì nó sẽ tạo thành axit. Như vậy nó sẽ đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ. CO2, SO2.
Tiếp theo em sang bài tập số 5. Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất, từ những cặp chất nào? Phương trình hóa học, em viết phương trình hóa học. Ở đây người ta cho các cặp chất này A, B, C, D, E. Thì ta biết là A là muối này, K2SO3 cộng với H2SO4. Muối tác dụng với axit thì tạo thành muối mới, axit mới. Axit mới ở đây là H2SO3. Nhưng H2SO3 là axit yếu thì nó có thể chuyển ngược lại thành SO2 và H2O. Thì SO2 ở đây chính là chất khí. Khí SO2 được tạo thành từ cặp chất A. Được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 6. Dẫn 112ml khí SO2 điều kiện tiêu chuẩn đi qua 700ml dung dịch CaOH 2 lần có nồng độ là 0,01m. Sản phẩm là muối canxi sunfit. A là viết phương trình hóa học, B là tính khối lượng các chất sau phản ứng. Trước hết là các em viết phương trình hóa học. SO2 cộng với CaOH 2 lần, oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Muối này là canxi sunfit. B là các em tính khối lượng các chất sau phản ứng. Ở đây người ta cho 112ml khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Như vậy các em sẽ tính xem là 112ml khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu mol. Để đổi ra mol thì trước hết là các em đổi thể tích từ ml ra lít đã. 112ml thì bằng 0,112 lít. 700ml thì bằng 0,7 lít. Rồi muốn tính số mol của khí SO2 thì các em sẽ lấy, các em lấy thể tích là 0,112, các em chia cho 22,4. Ở điều kiện tiêu chuẩn thì cứ một mol chất khí nó có thể tích là 22,4 lít. Như vậy 0,112 lít thì nó sẽ ứng với là 0,112 chia cho 22,4 và bằng 0,005 mol. Được chưa? Tiếp theo là dựa vào thể tích và nồng độ dung dịch, các em sẽ tính được số mol của CaOH 2 lần. Muốn tính số mol của chất tan trong dung dịch thì các em sẽ lấy nồng độ dung dịch nhân với thể tích, 0,01 nhân với 0,7 bằng 0,007 mol. Theo phương trình hóa học thì một mol lưu huỳnh dioxit tác dụng với một mol CaOH 2 lần. Như vậy ở đây ta thấy số mol của CaOH 2 lần là bằng 0,07 mol. Nó lớn hơn số mol của lưu huỳnh dioxit là 0,005 mol. Như vậy chắc chắn là CaOH 2 lần sẽ dư. Được chưa? Theo phương trình 1 ta có số mol của CaSO3 sẽ bằng số mol của nước, đúng không? Tỷ lệ là 1:1 mà. Và bằng số mol của CaOH 2 lần và bằng số mol của SO2. Cụ thể số mol của SO2 là bằng 0,05. Số mol của SO2 nó nhỏ hơn số mol của CaOH 2 lần. Cho nên chắc chắn là CaOH 2 lần sẽ dư. Như vậy là các em sẽ tính khối lượng các chất sau phản ứng dựa vào số mol của SO2 thôi. Được chưa? Bởi vì SO2 nó phản ứng hết. Rồi bây giờ các em sẽ tính khối lượng các chất sau phản ứng.
Ở đây các chất sau phản ứng có CaSO3 nước và CaOH 2 lần dư, đúng không? Trước hết là các em tính khối lượng của muối CaSO3 bằng cách là lấy số mol. Số mol của nó là 0,005. Các em nhân với phân tử khối của CaSO3 là 120 bằng 0,6 gram. Tiếp theo các em tính khối lượng của nước bằng cách lấy số mol của nó là 0,005 nhân với phân tử khối của nó là 18 thì bằng 0,09 gram. 0,09 gram. Tiếp theo là các em sẽ tính khối lượng của CaOH 2 lần dư. Ở đây CaOH 2 lần tham gia phản ứng chỉ là 0,005 mol thôi, mà nó có 0,007 mol. Như vậy nó sẽ dư là 0,002 mol. Nó sẽ dư là 0,007 trừ đi 0,005 bằng 0,002 mol. Vậy khối lượng của CaOH 2 lần dư, các em sẽ lấy số mol dư nhân với phân tử khối của nó là 74 bằng 0,148 gram. Rồi bây giờ các em sang phần bài tập bổ sung. Bài tập số 1 có những chất sau. Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một? Các em viết phương trình hóa học. Rồi ra chúng ta có những chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một. Một là nước và SO3. Oxit axit tác dụng với nước thì tạo thành axit này. Tạo thành axit sulfuric. Cặp thứ hai là nước tác dụng với Na2O. Oxit bazơ tác dụng với nước thì tạo thành bazơ. NaOH. Được chưa? Cặp thứ ba là nước có thể tác dụng với P2O5 tạo thành axit. Cặp thứ tư là nước tác dụng với CO2 tạo thành axit. Axit này là axit yếu nha. Cặp số 5 Na2O tác dụng với CO2. Oxit bazơ mà tác dụng với oxit axit thì tạo thành muối Na2CO3. Được chưa? Rồi tiếp theo là cặp số 6 SO3 tác dụng với Na2O. Oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối. Cặp số 7 SO3 tác dụng với KOH. Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Cặp số 8 Na2O oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Cặp số 9 bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước. Cặp số 10 bazơ tác dụng với oxit axit cũng tạo thành muối và nước. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 2, thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết phương trình hóa học. Câu A, từ lưu huỳnh để điều chế ra SO2 thì các em sẽ lấy lưu huỳnh đốt trong không khí ở nhiệt độ cao. 2. Từ lưu huỳnh dioxit điều chế ra H2SO3 thì các em sẽ lấy lưu huỳnh dioxit cộng với nước. 3. Từ H2SO3 mà tạo ra Na2SO3, các em sẽ cho axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước. Và nhớ là các em chọn oxit bazơ phải là oxit của natri thì mới tạo ra muối natri được. B. 1. Từ canxi
điều chế ra canxi oxit. Thì các em lấy canxi cộng với oxy ở nhiệt độ cao tạo ra canxi oxit. Từ canxi oxit tạo ra canxi hydroxit. Thì các em sẽ cho canxi oxit tác dụng với nước tạo thành bazơ. 3. Từ canxi hydroxit mà tạo ra muối canxi carbonat. Thì các em cho tác dụng với CO2. Oxit bazơ tác dụng với oxit axit thì tạo thành muối và nước. Được chưa? 4. Từ canxi carbonat điều chế ra canxi oxit. Thì các em nung ở nhiệt độ cao. 5 là từ canxi oxit mà điều chế ra canxi clorua. Các em cho tác dụng với axit clor hydric. Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Được chưa? 6. Từ canxi oxit điều chế ra canxi carbonat. Thì các em cho tác dụng với CO2 thôi. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.